Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Thì trong quá trình anh em mua hàng thì anh em thắc mắc rất là nhiều về cái vấn đề làm cái con BBKM hay là con MBBT. Thì ở đây sẵn chiều nay em có hai hệ thống em đang test để gửi cho anh em. Thì em quay em phân biệt cho mọi người sơ sơ thôi ha. Phân biệt những cái căn bản thôi. Bên đây là MBBT nè. MBBT em đang chạy bơm nước nè. Thì như anh em thấy BBKM đại diện là cái dòng sewer. Ở trên thị trường cũng có rất là nhiều con BBKM nhưng mà nó giả dạng BBT anh em. Em gọi là MBBT giả. Hỏi chứ MBBT mà điện áp cao nhất có 50V, 80V thì chắc chắn là MBBT giả rồi. Nó để giả thôi anh em. Đa số những cái con MBBT giả đó đều là BBKM hết. Thì BBKM nó có đặc điểm là ampere thì nó thấp hay cao thì thì tùy, ampere nó có thể cao đó. Nhưng mà cái vôn đầu vào của nó sẽ thấp anh em. Cái vôn đầu vào của nó ít bao giờ mà vượt quá 100V lắm. Chừng 80V trở lại, 50V trở lại như con này 50V trở lại nè. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó bị giới hạn bởi cái vôn. Ví dụ như anh em đưa cái tấm pin 20V vào thì nó sẽ nhận là hệ 12. Còn anh em đưa tấm pin 40V vào thì nó nhận là hệ 24. Tấm pin 40V nó sẽ không bao giờ sạc được cho hệ 12. Đó, nó không sạc được hệ 12, đó là những hạn chế của nó. Chúng ta lắp vôn cao không được. Mấy tấm pin ta rất là khó lắp. Cho nên khi lắp ta tính toán rất là kỹ. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là nó rẻ anh em, nó rẻ ha, nó rẻ. Và cái hạn chế thứ hai của nó về cái vấn đề lắp pin khó khăn á là nó còn hiệu suất nó không cao. Như con này hiệu suất khoảng 60% là cao rồi nè. Hiệu suất nó không có phải là 90 mấy % như MBBT ha. Con này hiệu suất chừng 60%, 50 mấy %, 60% mà nè. Đó, và nó có ưu điểm duy nhất là nó rẻ, nó rẻ. Đó, dễ xài, hư thì mua cái khác, nó không có nhiều tiền chứ. Như con này em bán có 200 ngàn, miễn những MBBT khác, những con BBKM khác mà nó giả MBBT anh em nó bán 700-800 thì anh em đừng nên mua. Con đó là con BBKM cả thôi. Đó, làm giả thôi mọi người. Đó thì em nhắc lại ha, yếu điểm của nó là nó gắn tấm pin rất là khó. Đó, vôn tấm pin vô không có được cao. Và nó được quản lý hơi gọi là hơi khó khăn cho ông ta lắp. Cái thứ hai nữa là hiệu suất sạc không cao. Chế độ sạc thả nổi bao vệ ắc quy đồ này kia chắc chắn là nó không tốt bằng. Chế độ mà sạc bao vệ ắc quy đó chắc chắn nó không tốt bằng. Nhưng mà được cái nó rẻ. Còn nói về ở đây thì em có một hệ nè, em hệ em đang test để gửi cho ông anh. Đó, xài con BBKM nha. Tuy là nó có yếu điểm nhưng mà anh em vẫn xài rất là nhiều lý do nó rẻ, dễ xài. Thứ hai nữa là xài MBBT mà đại diện ở đây là Elejoy hoặc là Mạnh Quân hoặc là SRNE hoặc là những con sewer MBBT khác. Đó thì MBBT nó có cái đặc điểm là vôn đầu vào rất là cao. Như con đầu này vôn đầu vào tối đa là 150V là vôn đầu vào rất là cao. Cái ưu điểm thứ hai là cái MBBT hiệu suất sạc rất là cao. Hiệu suất hầu như 90 mấy gần 100%. Đó, hiệu suất sạc rất là cao. Cái ưu điểm thứ ba là cái con này á là nó rất là đa dạng, hệ 12, 24, 36, 48, 60, 72 gì đó. Hệ bao nhiêu vôn ắc quy nó cũng sạc vô được hết. Đó, sạc được hết. Đó, còn ưu điểm, những cái ưu điểm mà nó còn nữa là ví dụ như anh em đưa tấm pin 40V vào nó vẫn sạc được cho hệ 12. Anh em đưa 100V tấm pin vào, 100V tấm pin vào nha. Nó vẫn sạc được cho hệ 12. Anh em đưa 140V tấm pin vào, nó vẫn sạc được cho hệ 12. Hiển nhiên là sạc 140V tấm pin thì sạc 12, 24, 36, 48 đều được. 70, 90 đều được hết. Cho nên nó rất là dễ lắp tấm pin và nó rất là dễ chọn hệ ắc quy. Chỉ cần cái vôn của tấm pin cao thì anh em muốn sạc cho hệ mấy cũng được hết, nó rất là tiện lợi. Ngoài ra nó còn cái vấn đề mà sạc thả nổi nè, bảo vệ ắc quy nè, là nó thực hiện rất là tốt ha. Bên cạnh cái hiệu suất sạc của nó rất là cao. Nhưng mà cái yếu điểm của sạc MBBT là lúc nào nó cũng mắc. Ít có dòng MBBT nào mà dưới 1 triệu ha. Thường thường là 1 triệu trở lên. Còn dưới 1 triệu vẫn có, như Elajoy vẫn có nè, như Hiuki vẫn có nè, hoặc là những cái MBBT khác vẫn có. Nhưng mà anh em coi chừng nha, mua dưới 1 triệu là rất rất là dễ mua trúng MBBT giả. MBBT giả nha anh em. Thì MBBT giả thị trường giờ rất là nhiều. Nó chẳng qua nó là BBKM thôi mà nó để là MBBT bán giả cho anh em. Đó, thì như anh em thấy là yếu điểm của nó là giá cao nhưng mà ưu điểm nó mang lại rất là nhiều. Cho nên MBBT anh em nào mà có tiền khá khá thì chúng ta sử dụng. Ở đây nè, mình đang lắp có thể là 8 tấm pin 100W. 8 tấm 100W vô nó mắc nối tiếp luôn, 160V vẫn chạy bình thường. 160V nhưng mà anh em đừng lắp như mình nha. Anh em nên lắp khoảng chừng 150V trở lại cho sạc Mạnh Quân thôi. Đó, và với 160V mà em vẫn sạc hệ 12 bình thường.
Nhiều anh em thấy cái vôn cao quá đưa xuống 12 sợ hư bình này kia không có nha. MT nó rất là thông minh nha mọi người, nó không có làm cho hư bình người ta đâu. Đó. Em bơm nước nãy giờ em gắn vô bơm nước nè. Đó sạc 22 em nó đưa vô em test em thử em kích nè anh em. Đó, em thử đồ nè, rồi em test hàng gửi cho mọi người. Đó thì em nhắc lại ha. Đó, MT và BBKM là hai con sạc mà chúng ta nên lựa chọn khi mà lắp hệ năng lượng mặt trời độc lập. Còn chúng ta lựa con nào là thứ nhất là tùy vào túi tiền. Đó, chắc chắn là tùy vào túi tiền anh em. Có nhiều tiền sang hơn một chút thì lấy Mạnh Quân hoặc là lấy những con MBT khác. Còn nếu mà anh em quá tiết kiệm đi, quá tiết kiệm xài chơi hoặc là xài mà hư bỏ mua khác cũng được, hay là xài mà vừa xài vừa trải nghiệm thì mua BBKM cũng được. Con này có 200 ngàn. Lỡ như có hư mua con khác không có cần đau thương gì hết trơn. Nó rất là rẻ đúng không? Rất là rẻ. Nó được bảo hành đến 3 tháng nhưng mà con này khó hư lắm mọi người. Đó, ưu điểm là nó rẻ hơn con kia rất là nhiều. Nhưng mà yếu điểm nó mang lại là như anh em nãy nghe đó ha, khó lắp pin, hiệu suất sạc không cao và chế độ sạc thả nổi không tốt. Đó, và tất cả và những cái khác nữa không tốt nữa, còn nhiều thứ lắm mọi người, nhưng mà đại diện nghiêm trọng nhất là những cái đó ha. Rồi thì chúc anh em coi được những video như thế này cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy hiểu rõ hơn về MBT và BBKM. Đó thì hai cái dòng đó trên thị trường bây giờ sạc năng lượng mặt trời thì ai cũng chọn một trong hai dòng đó. Còn một số anh em mua tấm pin về kẹp trực tiếp trong bình ắc quy thì cái đó thì không khuyến khích nha mọi người, không khuyến khích được nha. Tại vì làm như vậy nếu mà cái tấm pin to mà bình nhỏ thì chắc chắn sẽ hư bình. À, làm như vậy được khi mà tấm pin của chúng ta nó nhỏ mà cái bình to thì làm được ha. Thôi em xin chào anh em nha, hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha.